ai đã làm kia là có khoảng nhóm các nhà khoa học. Và cái sọ này được trưng bày tại Viện Bảo tàng Tự nhiên Anh Quốc, tức là ở London. Bây giờ thì tất nhiên sau năm 3 là họ phải dẹp hết đi rồi, không dám để gì nữa. Và đây lịch sử của cái vụ án này. Năm 1912 thì báo chí rầm rộ công bố tìm thấy người phi đạo, người vợ phi đạo. Năm 1925, trong vụ án John Scull ở Mỹ, người vợ phi đạo được sử dụng làm bằng chứng để bênh vực thuyết tiến hóa. Cái anh chàng Scull, nó là một giáo viên dạy sinh học, và anh ta mê thuyết tiến hóa đến nỗi cái tiểu bang Tennessee ở Mỹ nó cấm, nó không cho dạy cái thuyết đấy. Nhưng anh này mê quá, anh cứ dạy và anh phạm luật, thì tiểu bang nó lôi anh ra tòa. Tại tòa, luật sư bảo vệ lấy luôn cái mô hình này ra chứng minh sự tiến hóa từ người đến vợ là có thật. Vậy thì cái anh giáo viên này, anh ấy dạy cái môn này là anh ấy muốn truyền bá khoa học, anh muốn truyền bá sự thật, anh chẳng có tội gì cả. Và cuối cùng anh ấy thắng án, tiểu bang thua, nước Mỹ tôn trọng sự thật cho nên tiểu bang thua và John Scull thắng kiện. Nhưng 1953 người ta khám phá rằng cái bằng chứng mà cái ông luật sư ông ấy đưa ra trước tòa để ông bênh vực John Scull là bằng chứng giả. Nhưng lúc ấy thì cái ông luật sư ấy ông chết rồi. Tôi không biết là ở dưới gì, tôi không biết là ở trên dưới kia cái ông luật sư ấy ông có xúc động không khi khám phá được sự thật. Tôi thì tôi tin vào cái sự tồn tại của cái thế giới bên kia, cho nên là tôi nghĩ là ông ấy nếu là người chính trực thì ông phải xấu hổ lắm, ô danh thôi. Nhưng cái điều này mới đáng nói này, cái chuyện ông luật sư ông xấu hổ hay không không đáng nói. Bằng cái điều này là cái sự thật thì cho đến ngày hôm nay vẫn tiếp tục bị bùng binh, rất nhiên ít người biết. Nếu tôi không nói có thể quý vị còn lâu mới biết. Và các giáo viên ở nhà trường có biết không, các giáo viên dạy sinh vật có biết không, có bao giờ dám nói đến chúng, dám nói chuyện sự thật này ra không? Và cái bi đát là sau cái vụ bán này, thuyết tiến hóa thừa thật bắt đầu nó xâm nhập vào nhà trường và bắt đầu nó thống trị các nhà trường. Và Việt Nam chúng ta thì có cái này là cái tôi hơi buồn, là cứ thấy ông nước ngoài nó to, ông làm cái gì thì mình thấy đấy là chân lý nào. Mình, tức là cái bệnh mình là bệnh bắt chước. Bao giờ mà mình dám trông thấy là những nước lớn họ cũng có những cái kém lắm, rất kém đấy. 1953, và đây là một điều khôi hài, là trong 41 năm ấy thì người vượn pin đao đã được lấy làm đề tài cho hơn 500 luận án tiến sĩ về thuyết tiến hóa. Không biết quý vị nghĩ gì, rất may là ở đây không ai là tiến sĩ về tiến hóa. 500 luận án tiến sĩ đã lấy cái bằng chứng giờ này ra để làm đề tài. Và đó là khoa học. Và thực ra thì không riêng chuyện này đâu, tôi biết nhiều chuyện khác cũng tương tự. Cho nên không có cái gì bằng, chúng ta phải có một cái tư duy của chính mình. Chừng nào mà mình đọc xong một cuốn sách, mình biết phê phán chỗ nào hay, chỗ nào dở thì mình đang đọc. Còn đọc xong một cuốn sách, đọc một cái bản tin trên báo và tin đấy là chân lý thì thôi. Những người như thế thì không bao giờ thấy được sự thật cả. Đấy. Và có một trang mạng là cái trang này, Ex-Evolutionist, nó nói là nếu thuyết tiến hóa có bằng chứng thì tại sao phải làm bằng chứng lừa đảo? Trả lời cho. Nếu quý vị có bằng chứng thật thì dạy gì làm bằng chứng giả thế này? Lấy bằng chứng thật thôi chứ. Chuyện sau đây còn khôi hài hơn thì vừa rồi là người vượn Pinal, bây giờ đến lượt người vượn Nebraska. Người vượn Nebraska, hoa thạch của nó bao gồm duy nhất một chiếc răng. Chỉ tóm được một chiếc răng mà các nhà tiến hóa từ chiếc răng ấy vẽ ra thành cảm cái con người với con người như thế này. Và bảo đấy là người vượn. Nhưng đau đớn cho các vị ấy là vài năm sau, người ta bị đào tiếp ở cái chỗ có cái răng thì người ta thấy được có hóa thạch khác nữa, ngoài cái răng còn có vài cái mẩu xương khác. Cuối cùng hóa ra là xương không phải là của người, của khỉ, mà xương của con lợn.
Mà con lợn ấy, người ta bảo, ôi con lợn này đã gì, đã chết rồi, đã nói là cái bài là tuyệt chủng rồi. Nhưng vài năm sau lại thấy đúng cái bài lợn ấy ở Peru. Nó đang sống lù lù. Đó là những chuyện, tôi nói với quý vị, những chuyện này nó còn kinh khủng hơn chuyện tiêu lân. Nhưng tại sao không ai quan tâm? Cái điều đáng tập hỏi là tại sao chúng ta không biết? Cái đó đáng quan tâm. Còn bây giờ muốn biết sự thật thì thế thôi. Tiếp theo là sự thật về người vượn. Người vượn Pindao là một bằng chứng giả, vẫn thấy nói rồi. Người vượn Nebraska từ một chiếc răng lợn, nói rồi. Người Neanderthal, người Heidelberg, người Cro-Magnon là người 100% hiện nay với phương pháp xác định ADN, vân vân, nó xác định đâu là người, đâu là vượn, dễ lắm. Thì hiện nay người ta xác định cái này là người 100%. Việc xác định tuổi bằng kỹ thuật C14 bị sai nhiều. Người Ramapithecus là vượn 100%, chứ chẳng có người tí nào đây cả. Trong trường hợp này, hóa thạch tìm được chỉ là một bộ xương hàm dưới. Vậy mà từ đó người ta dựng thành một người vượn. Năm 1970, người ta đã tìm thấy một con khỉ đầu chó còn đang sống ở Ethiopia có những đặc điểm rất giống với hóa thạch người Ramapithecus. Và kết luận, từ đó Ramapithecus bị loại khỏi danh sách người vượn. Tạp chí Time ngày 57 nhận định Ramapithecus được xem như người vượn điển hình. Ấy thế mà nếu không phải như thế thì chúng ta không còn bằng chứng nào khác. Đó là tạp chí Time chứ không phải là tạp chí Hương Vận. Đó là sự thật. Còn Gigantopithecus và vân vân đều là vượn 100%. Nghĩa là cho đến hôm nay không có người vượn. Và thưa bên quý vị, không phải chỉ có thuyết tiến hóa là một lý thuyết sai lầm, mà còn lý thuyết nữa về con người, đó là anthropology, là nhân chủng học. Nhân chủng học cũng theo đuôi Darwin, cũng có chứng minh rằng người xuất phát từ vượn, cho nên tìm thấy người vượn ở đây, tìm thấy người vượn kia, bảo con người đầu tiên là vượn xuất phát từ Ethiopia rồi lan ra thế giới. Xin lỗi quý vị, tôi đến đây tôi biết rằng cái gọi là anthropology và cái gọi là evolution của tôi quý vị. Và đây một bằng chứng này còn đáng xấu hổ hơn nữa này. Bằng chứng này lại được cái tạp chí bên vực thuyết tiến hóa số 1 công bố là tìm thấy khủng long bay